chị và các bạn đã thấy em ạ. Các chị và các bạn ơi, đã thấy em rồi, mình nhanh tay chia sẻ vào ba rất bất kỳ để mình cùng nhau chơi mini game. Và mini game trong ngày hôm nay sẽ có câu hỏi cây gì không có rễ ạ. Cây gì không có rễ là mini game ngày hôm nay nha. Các chị và các bạn nhanh tay trả lời cho câu hỏi này nha. Và trước khi trả lời cho câu hỏi này, các chị và các bạn nhớ là xe ba rất bất kỳ ạ. Xe ba rất bất kỳ thì khi trả lời câu hỏi nào trùng với đáp án của bên shop thì anh chị và bạn đó sẽ có cơ hội trúng một cái set bao gồm áo và chân váy như em hay là bạn Thương đang mặc. Các chị và các bạn nha, và các chị và các bạn nhanh tay nha. Rồi, em chào chị Bùi Thanh Tâm ạ. Cây cột điện chưa phải là đáp án của em ạ. Một cái cây này rất là quen thuộc các chị và các bạn nha. Cây gì không có rễ ạ? Cây gì không có rễ nha. Các chị và các bạn nào biết thì mình nhanh tay comment cho em với nha. Biết đâu mình sẽ có cơ hội sở hữu ngay một set siêu xinh, một áo và một chân váy thì chị và các bạn ơi. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Ai đã thấy shop rồi thì chúng ta nhanh tay vào và tham gia mini game với shop nha. Trả lời cho câu hỏi cây gì không có rễ rất là dễ luôn nha. Và cái thể loại câu hỏi như thế này thì có thể là chúng ta đã gặp nhiều rồi, và mình hãy suy nghĩ đến cái đáp án mà nó đơn giản thôi nha, đừng có suy nghĩ gì khó khăn quá. Cái cây nào mà nó gần gũi với lại mọi người nha, cây gì không có rễ mọi người ơi. Rồi, chị Như Huyền, cây bút em chưa phải nha. Cây ngân kim, cây chuối, như huỳnh, cây cọ, Bùi Thanh Tâm, cây đèn giao thông vẫn chưa phải đáp án của em các chị và các bạn ơi. Cây tăm mô lê vẫn chưa phải đáp án của em nha các chị và các bạn. Mình nhanh tay comment liền đáp án nếu các chị và các bạn biết, nhớ là xe ba đốc chút đó, rồi mình hãy comment các chị và các bạn nha. Thôi, chị Lê Hà, cây cầu, cây cờ à, Trần Mỹ Liên, em thấy đáp án của mình rồi. Rồi, mô lê, cây cột vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi, cây đàn vẫn chưa phải, cây cờ chưa phải chị Trần Mỹ Linh à. Rồi, cây chổi, Yến Trang vẫn chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment để các chị và các bạn biết đáp án là gì thì mình nhanh tay mình comment nha. Biết đâu đáp án của mình sẽ trùng với đáp án của shop sao các chị và các bạn ơi. Đúng rồi, và nhanh tay trả lời câu hỏi này nha. Nhanh tay kéo view lên, chia sẻ ba rất vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án của mình mọi người nha. Comment ngay đáp án mà mình nghĩ là đúng nha. Và cây đũa hay chưa phải nha, cây gì không có rễ mọi người ơi. Cái tiếp câu hỏi này thì nó rất là dễ trả lời nha. Nhanh tay nhớ là chia sẻ ba rất vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án nha. Tại vì có những bạn và những chị trả lời đúng nhưng mà mình không có chia sẻ thì coi như không được quà thì rất là tiếc luôn. Rồi, em hả? Cây kéo vẫn chưa phải nha, cây son vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Cây sweet vẫn chưa phải đáp án của mình, cây gậy vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment nếu các chị và các bạn đã đoán ra đáp án của mình nha. Đoán ra đáp án của mình các chị và các bạn ơi. Cây cọ vẫn chưa phải, cây son vẫn chưa phải các chị và các bạn ạ. Rồi, cây cột vẫn chưa phải, một cây rất là quen thuộc nhưng nó không có rễ các chị và các bạn nha. Cây này nó không có rễ, rất là quen thuộc với mình. Mình hãy nghĩ xem đó là cây gì, cứ comment cho em nếu mọi người biết nha. Cây ATM vẫn chưa đúng nha. Cây đường vẫn chưa phải à. Cây cầu chưa phải, cây vàng vẫn chưa phải, cây cầu vuông chưa phải nha. Cây quạt vẫn chưa phải, cây đèn cày vẫn chưa phải nha. Cây vàng chưa phải các chị và các bạn nha. Cây ATM vẫn chưa có đáp án nào trùng với đáp án của shop mọi người ơi. Nhanh tay và nhớ xe liền ba rất chút đó mọi người nha, thì mình mới có thể tham gia mini game một cách hợp lệ nha. Rồi, cây song chưa phải ạ, cây cờ chưa phải, cây thang má dạ. Rồi, cây kẻ mắt vẫn chưa phải ạ, cây anten, cây đuốc, cây xăng vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi, comment để các chị và các bạn biết nha, đáp án của mình là gì. Cây rơm, cây cột móc, cây viết vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn nha. Rồi, cây ba vẫn chưa phải ạ, cây giả chưa phải nha. Cây kẹo mình vẫn chưa phải. Các chị và các bạn ơi, một xíu nữa thôi em sẽ gửi đáp án cho mình nha. Tầm 300 view mình sẽ gửi đáp án cho các chị và các bạn rồi, nha. Kéo lên 50 view nữa chúng ta bắt đầu ngay gửi mọi người nha. 50 view nữa nào, nhanh tay mọi người nhanh chia sẻ ba rất và một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Dù rồi, ok, sắp được 300 view rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lật đáp án này mọi người nha. Rất là dễ nha, cây này cực kỳ quen thuộc của chúng ta nha. Không có gì khó, đặc biệt là cái bạn nữ nha. Đặc biệt là các bạn nữ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, một cái cây rất quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là các bạn nữ các chị và các bạn nha. Đặc biệt là các bạn nữ không có rễ và rất quen thuộc. Không có rễ và rất quen thuộc với chúng ta đó là cây gì các chị và các bạn ơi? Cây kim, cây cao, cây chổi chưa phải đáp án của shop đâu các chị và các bạn ơi. Cây kim, cây chậu
Rô rất gần với đáp án của shop rồi các chị và các bạn ơi. Rất gần với đáp án của shop rồi nha. Rồi cây cọ chưa phải đáp án của shop nha. Cây cọ chưa phải đáp án của shop nha. Rồi cây son chưa phải đáp án của shop nha. Rồi cây kim chưa phải ạ. Cây kẻ mắt chưa phải nha. Cây gì đây, cây gì đây các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nghĩ cây gì thì comment cho em ngay nha các chị và các bạn nha. Rồi gợi ý luôn mày. Gợi ý. Cái từ đầu, cái từ sau là từ, rồi gửi cái này là trúng mất tiêu rồi. Từ sau bắt đầu bằng chữ M. Bắt đầu bằng chữ M, sau chữ cây là một chữ M các chị và các bạn nha. Từ này chỉ còn có hai từ thôi các chị nha. Đúng rồi. Đáp án chỉ còn có hai từ thôi ạ. Đáp án chỉ còn có hai từ, trừ chữ cây ra. Trừ chữ cây ra thì mình còn một từ nữa ạ. Trừ chữ cây ra mình còn một từ nữa. Gợi ý cho các anh chị và các bạn. Rồi mình cây mất nước vẫn chưa phải, cây tiêu chưa phải ạ. Cây cỏ chưa phải, rất gần thật quen thuộc đối với con gái chị và các bạn nha. Đó, rất gần gũi và quen thuộc đối với con gái chị và các bạn ơi. Rồi chị và các bạn ơi, nhanh tay comment nếu có chị và các bạn cây 1 mét. Cây mất nước vẫn chưa phải ạ. Đúng rồi, đồng nghĩa mọi người ơi, quá dễ rồi. Rồi mọi người ơi. Rồi em xin chúc mừng một bạn và một chị đã có đáp án. Đó là cây mascara các chị và các bạn nha. Cây mất em cho mày hôm nay các chị và các bạn nha. Nhanh tay. Rồi chúc mừng chị Đặng Phan Tư Vi ạ. Inbox địa chỉ và số điện thoại giúp em nha. Cây mascara đáp án của mình trong ngày hôm nay. Và bây giờ em sẽ đến với một chương trình. Đó là chương trình Sắc Combo chị và các bạn nha. Và combo đầu tiên cực kỳ xinh như em đang mang với giá 125 bao gồm một chiếc áo sơ mi và một chân váy chị và các bạn nha. Một chiếc áo sơ mi và một chân váy nha. Nguyên một. Rồi các chị và các bạn nhanh tay bốc em bằng cách comment mã là bao gồm. Em sẽ tả sơ cái combo này các chị và các bạn nha. Một chiếc áo sơ mi ở giữa là một cái chất sơ mi rất là dày và ở bên tay một cái chất sơ mi phối lưỡng nha. Và có ra các chị và các bạn nha, có phối bèo rất là xinh nè, có phối bèo ở tay rất là xinh nè. Nguyên một combo bao gồm một chiếc váy nữa, một chiếc chân váy bằng cực kỳ xinh nè. Và nguyên một combo này mình có giá 120.000. Đúng rồi. Comment D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt nha. D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi nhanh tay ai muốn sở hữu combo này nhanh tay comment shop là D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Bộ này sẽ có giá là 125.000 mọi người nha. Bộ này sẽ có giá là 125.000. Và bộ này sẽ bán rồi luôn nha. Đây là bộ đặc biệt nhất, siêu phẩm nhất sẽ được lên đầu tiên nha. D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ shop nha. Khi em ta đã cúp rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với combo mà hôm nay mang. D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. 55 kg trở xuống mình vừa nha. 125.000 combo đầu tiên bao gồm áo sơ mi và chân váy ạ. 125.000 các chị và các bạn ơi. Có sai không? 55 kg trở xuống mình vừa chị các bạn nha. Rồi em chốt cho Lê Trung Nguyên cho em địa chỉ ạ. Rồi em chốt cho Nhung Phan cho em địa chỉ ạ. Tố Như, em chốt cho Tố Như nha. Em chốt cho Tố Như nha. Rồi em chốt cho Thùy Nhung nha. Thùy Nhung cho em địa chỉ ạ. Áo bao nhiêu ạ? Nguyên một combo 125 nha mọi người ơi. Mình không bán rồi các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em mã D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Nguyên combo này rất xinh các chị và các bạn nha. D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nguyên combo này cực kỳ xinh ạ. Chúc cho Nhung Phan D1 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Tố Như D1 nha. Bộ này có giá 125.000 cực kỳ shop nha. 1m65 mặt không ngắn đâu chị Thẩm Nguyễn ơi. 1m65 mặt không hề ngắn nha. Tại vì cái chân váy tầng nên rất là che, rất là cái biết điểm rất là tốt các chị và các bạn nha. Chị nào có bụng thì mình mặc lên không sợ có bụng luôn các chị và các bạn nha. Và cái chân váy này cũng không ngắn các chị và các bạn nha. Không ngắn nên là mình 1m65 mình vẫn mặc vừa nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt mình tiếp tục chốt bằng cách số điện thoại D1, số điện thoại và địa chỉ nha. Số điện thoại, địa chỉ và D1 các chị và các bạn nha. Comment ngay số điện thoại ở D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop để sở hữu combo này nha. Dạ chúc có Thảo Vi D1 luôn nha. Thảo Vi, ok Thảo Vi nha, địa chỉ rất là đầy đủ. Rồi nhanh tay comment giúp shop là D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Shop hôm bán combo này rất là lời luôn. Cái áo này không là mua là một áo này không là 180.000 rồi nha. Cái váy này nữa, cái váy này là 100
rưỡi nữa. Mọi người tính sơ cái bộ này thôi là đã là 330.000 nha. Đúng không? Các chị và các bạn ơi, nguyên giá gốc của bộ này 330.000. Hôm nay em chỉ bán với giá là 125.000 các chị và các bạn nha. 125.000 thôi. Bao gồm áo và chân váy. Comment đêm 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Nếu chốt đêm 1 thì kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. 60kg, 55kg trở xuống mình mặc cho đẹp các chị và các bạn ơi. Em chốt cho Lê Chi Bi à, Lê Chi Bi à, Lê Chi Bi ơi, Lê Chi Bi cho mình địa chỉ cụ thể nha. Tại vì địa chỉ á, địa chỉ không đủ thì mình rất khó để chốt cho chốt hàng Lê Chi Bi nha. Rồi các chị và các bạn ơi, ai đã chốt hàng mà chưa cho em địa chỉ, mình cho em địa chỉ trong live liền nha. Đúng rồi, trong live em sẽ xóa hết những địa chỉ của mọi người. Mọi người đừng lo nha. Và các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay comment đêm 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để các chị và các bạn chốt combo em đang mặc nha. Đúng rồi, rất là xinh. Đêm 1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này với giá 125.000 nha. Đây là combo siêu phẩm nhất trong livestream được mặc đầu nha. Chỉ hơn là 45kg và cao 1m55 mọi người nha. 45kg và cao 1m55 nha. Rồi ai còn lấy D1 nữa, nhanh tay comment sắp là D1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, sắp sẽ qua mẫu trong 20 giây cuối cùng nha. Qua mẫu thì vui lòng mua bộ này với giá 330.000 nha. Bộ này đó, bộ này với giá 330.000 nha, qua mẫu. Còn bộ này đang bán trong live với giá 125.000 cực kỳ sắp nha. Rồi ai còn muốn lấy D1 nữa, chị Mỹ Trang ơi, cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Chị Mỹ Trang cho em địa chỉ và số điện thoại. Rồi chị Hồng Long ơi, Hồng Long cho em địa chỉ số điện thoại. Chị Nguyễn Như Ý cho em địa chỉ nha. Chị Hồng Long cho em số cho em địa chỉ thôi ạ. À, bạn lấy mình áo không Nguyễn Vũ lên anh ơi, áo vẫn là 129.000 nếu lấy áo không nha các chị và các bạn. 125.000 nếu lấy áo không, size to không ạ. À, Lê Trần ơi, cứ dưới 55kg là mình bao vừa cả áo lẫn váy các chị và các bạn nha. Rồi Giang Lê Minh ơi, Giang Lê Minh cho mình địa chỉ luôn nha. Các chị và các bạn nào chốt hàng nhớ cho em demo kèm địa chỉ kèm số điện thoại để mình chốt hàng nha. Rồi em chốt cho chị Huỳnh Bi à, em chốt cho chị Huỳnh Bi rồi nha. Các chị và các bạn ơi, cứ chốt hàng nha. 10 giây nữa em sẽ qua mẫu thì em trở về giá gốc 330.000. Mua em với giá 330.000 như các chị và các bạn ơi. Bộ này rất là đặc biệt nha, bộ này được bán với giá 125.000 chỉ trong thời gian mà mẫu đang sâu nha. Sau livestream vui lòng mua bộ này giúp sắp với giá 330.000. Các chị và các bạn nhanh tay đặt hàng nha. Sắp chuẩn bị qua mẫu trong 10 giây nữa nha. Bộ này là sự phối hợp của một chiếc áo đen, nó có cái tay ren ở phần tay nhìn rất là đặc biệt nha. Cái áo sơ mi này form rộng nên mặc rất là thoải mái và rất là dễ mặc nha. Mình có dáng người tròn một xíu mình mặc rất là ổn đối với màu đen như thế này nha. Và mình có thon người một tí thì mặc rất là hợp lý luôn. Và cái chân váy tầng như thế này nó tạo cho mình cái cảm giác nhẹ nhàng nha. Có mùa hè như thế này mình mặc cái vải, loại vải mà nó nhẹ nhàng mềm mại như thế này nó rất là phù hợp nha. Vải chốt rất đẹp nha. Em chốt cho chị Lệ Giang, em chốt cho chị Hùng Nhung mà. Em chốt cho chị Giang gốm, Hằng gốm mà. Rồi 55kg trở xuống em bao vừa cả áo lẫn váy nha các chị và các bạn ơi. 55kg trở xuống mình hẳn chốt cái này cho đẹp nha các chị và các bạn. Em cao 1m55 và nặng 45kg các chị và các bạn ơi. 1m55 và 45kg thì Lệ Giang cho sắp địa chỉ. Facebook của chị này là gì? Chị Lệ Giang ơi, chị thiếu địa chỉ rồi, chị cho em địa chỉ. Chị cho em địa chỉ để em có thể chốt hàng cho chị nhanh nhất nha các chị và các bạn ơi. Mình cho em địa chỉ là em chốt hàng cực kỳ nhanh. Còn nếu thiếu địa chỉ hay số điện thoại thì em cũng khó mà chốt hàng cho mình được các chị và các bạn nha. Em nhận váy rồi, đẹp lắm mà. Cảm ơn Linh Cảo nha. Các chị và các bạn thấy feedback của bên em không? Cửa hàng bên em thì bán tuy hàng rẻ nhưng feedback rất tốt các chị và các bạn nha. Đúng rồi, feedback rất là tốt. Còn ví dụ như mà mình nhận hàng về mà không hài lòng chỗ nào thì cũng feedback cho shop nha, để shop biết, shop rút kinh nghiệm và sẽ làm tốt hơn nha. Nói chung là các chị và các bạn nhớ nhận hàng xong thì cho shop cái feedback nha, coi cái hàng có được hay không nha mọi người nhé. Rất là cảm ơn mọi người nha. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua chương trình 99.000 nha. Rồi ai đang hóng chương trình 99.000 thì chúng ta hãy nghe vào ngay khúc này nha. Và 99.000 áp dụng khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Kể từ cái bộ thứ hai trở về sau thì mỗi bộ sẽ có giá 99.000 khi áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live mọi người nha. Kết thúc live mà mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhớ là chốt cho em, chuẩn bị em sẽ qua combo 99.000 rồi các chị và các bạn nè. 99.000 áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong live. Một combo sẽ có giá là 99.000, còn cái combo sẽ giá 129.000. Ok rồi, rồi các chị tối ơi, em thấy
Em thấy địa chỉ của chị Như rồi, em cảm ơn Tổ Như nha. Chị rất là đầy đủ hàng cơm, em cũng thấy địa chỉ của chị rồi. Một set nguyên một set như vậy 125.000. Chị nào bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt giúp em là demo kèm số điện thoại kèm địa chỉ, em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị và các bạn nha. Bộ mẫu mặc bao nhiêu? 125.000 bao gồm áo sơ mi và chân váy siêu xinh cho các chị và các bạn dưới 55kg ạ. 55kg ạ. Mua 2 bộ là 99.000 mỗi bộ nha em. Là 2 bộ có giá là 99.000 2 nha. Sau mới áp dụng. Combo sau mình mới bắt đầu áp dụng nha. Combo này nguyên một combo là 125.000 các chị và các bạn nha. Mọi người ơi, tức là cái bộ này là cố định 125.000 nha, nên mọi người lưu ý giúp shop nha. Bộ này không có bán lẻ trong cái chương trình 99.000 nha. Bộ này sẽ là 125.000, dù mọi người có mua một bộ hay là hai bộ, ba bộ thì bộ này vẫn có giá là 125.000 nha. Bộ này là sản phẩm đặc biệt thì sắp lên đầu like nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái chương trình 99.000 rất là đặc biệt nha. Hai bộ bất kỳ mỗi bộ sẽ có giá 99.000 là kể từ bộ thứ hai nha. Dạ chúc cho Yến, Yến Hải Yến comment địa chỉ giúp shop. Yến Hải Yến cho shop địa chỉ, Yến Hải Yến ơi, Lương Cường ơi cho shop địa chỉ nha. Ngọc Tiên cho shop địa chỉ và số điện thoại. Các chị và các bạn ơi, Yến Yến Hải Yến cho shop địa chỉ nè. Lương Cường cho shop địa chỉ nè. Ngọc Tiên cho shop địa chỉ và số điện thoại. Quay lưng lại đi à. Các chị và các bạn, ok các chị và các bạn nha. Đây sau lưng đây các chị và các bạn nha. Đây. Các chị và các bạn có thể thấy sau lưng. À cái này mình dưới 55kg là mình sẽ bao vừa cho các chị và các bạn luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha các chị và các bạn ơi. Bây giờ em chuẩn bị qua mẫu luôn. Rồi bây giờ sẽ đến với combo 99.000 dành cho các chị và các bạn. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ nha. Đúng rồi. Mọi người cái bộ đầu tiên mà Hân đang mang, Hân đã mặc á là giá cố định là 125.000, thì dù mình có mua một hay là hai bộ thì vẫn là 125.000 nha. Còn tự kể từ cái bộ thứ hai trở đi mà bé Thương đang mang nè, kể từ cái bộ này trở đi thì giá sẽ là 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mà mình chỉ lấy một bộ thôi giá là 129.000 mọi người nha. Đó, từ cái bộ này trở đi sẽ áp dụng giá 99.000 một bộ khi mua hai bộ trở lên nha. Nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi giá là 129.000 nha. Rồi bộ D2 đúng rồi, D2 là một sự kết hợp của một chiếc áo trẻ vai nha. D2 là một sự chiếc kết hợp của chiếc áo trẻ vai hồng, màu hồng pastel nhẹ nhàng như thế này. Và mình đi với một chiếc chân vải 3 tầng có lớp quần phía trong, đúng không mẹ? Lớp quần phía trong mặc rất là thoải mái nha. Cái này ngồi lên một xuống cực kỳ thoải mái. Tại vì cái vải của nó rất là mềm nha. Bộ này vải mềm lắm mọi người ơi. Cái này trẻ vai pastel nha. Phù hợp cho chị nào thích phong cách nhẹ nhàng tiểu thư thì mình hốt ngay bộ này nha. Bộ này mã là D2 nha. 51kg vừa nha. Mẫu bé Thương cao 1m6 và nặng 47kg nha. Bé Thương cao 1m6 và nặng 47kg nha. Bộ này là mã D2. Và chị nào bạn nào thích bộ này thì nhanh tay comment ngay cú pháp đó là D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ và áp dụng giá 99.000 khi mình chọn được hai bộ bất kỳ từ đây đến cuối live nha. Từ cái bộ này đến cuối live thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 khi là mình mua hai bộ bất kỳ nha. Ok mọi người comment giúp shop đúng cú pháp này, D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Không là shop chốt không có được. Đừng có comment là em lấy bộ này bộ kia thì shop không có biết là bộ nào hết. Mọi người comment đúng cú pháp là D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi chốt cho chị đi bé. Đọc tên chốt cho chị đi. Em coi em bạn nào chốt cho chị. Chốt cho Châu Long Vân Nguyễn vậy. Em chốt cho Châu Long Quân Nghĩa nha. Chị Châu Long Quân Nghĩa cho em địa chỉ nha. Lê Tuấn ơi, em chốt cho Lê Tuấn nha. Lê Tuấn cho em số điện thoại về địa chỉ nha. Thủy Tiên ơi, set này là 99k nha. Nếu chị chọn 2 set thì sẽ là 99k. Còn nếu chị chọn 1 set thì sau livestream sẽ là 129k nha chị. Đúng rồi. Nếu mà sau livestream này mọi người chọn được hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Còn kết thúc livestream này các chị chỉ lấy một bộ duy nhất thì giá là 129.000 mọi người nha. Rồi chốt cho họ và tên. Ok, họ và tên comment địa chỉ giúp shop nha. Chốt cho Lập Phan D2 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Mọi người comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này với giá 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live nha. Chị Thủy Tiên đã rõ giá của shop chưa ạ? Một bộ thì có giá là 129.000, còn kết thúc live này mình chọn được hai bộ trở lên thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 chị nha. Ok, Lê Tuấn lấy D2 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay comment D2 nha. Chúc chị Tuyên Nguyễn D2 ok Tuyên Nguyễn nha. Nhớ là kết thúc live mình Hồng chị... Lê ơi, shop ở Bình Thạnh nha. Hồng Lê Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi là 129.000 mọi người lưu ý giúp shop nha.
từ cái bộ này trở đi mà kết thúc live mọi người chỉ lấy một bộ thôi là 129.000. Và kết thúc live mình chọn hai bộ trở lên, mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha. Rồi nhanh tay nha mọi người nha. Nhưng ở trong live này em lấy một bộ cũng 99. Thủy Tiên ơi, trong live này mình chỉ lấy một bộ duy nhất thì giá là 129.000 nha. Còn trong live này mình chọn được hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 nha Thủy Tiên nha. Rồi nhanh tay comment đi hai nha. Ok, Châu Long Quân Nguyễn sắp thấy địa chỉ rồi. Cảm ơn Châu Long Quân Nguyễn nha. Rồi ok, chúc cho Tuyên Nguyễn rồi nha. Rồi nhanh tay comment D2, chúng ta chuẩn bị qua mẫu trong 20 giây nữa nha. Rồi comment D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt combo D2 nha. D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em à. Và các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn combo này em chuẩn bị hết số lượng rồi các chị và các bạn nha. Nên mình chốt thì bây giờ mình chốt cho em luôn nha. Và các chị và các bạn combo bao gồm một chiếc áo trẻ vai và một cái chân vải tầng có lớp quần bên trong các chị và các bạn nha. Chân vải 3 tầng rất là xinh, đảm bảo nhận cái combo này là các chị các bạn không thể nào mà không ưng được các chị và các bạn nha. Rồi chị Tuyền Nguyễn chốt cho em chưa? Rồi. Em chốt cho chị Tuyền Nguyễn rồi à. Em chốt chị Tuyền Nguyễn rồi nha. Mọi người ơi, các chị và các bạn ơi, chốt combo này là đảm bảo các chị và các bạn không hề thất vọng luôn nha. Comment cho em D2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình có thể chốt em có thể chốt cho mình nha. 10 giây nữa bạn. Rồi 10 giây nữa em sẽ qua mẫu nha. Nguyên một combo như vậy có giá 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo có giá 99.000. Còn nếu mua một combo duy nhất có giá 129.000, các chị và các bạn đã rõ giá chưa? Shop cho em hỏi giá mũ nồi đang đội à? À, mũ nồi chị đang đội có giá 120.000, có màu đỏ nữa nha. Màu đen và màu đỏ hai màu của shop mọi người nha. D2 bao nhiêu à? D2 có giá 99.000 một bộ. 99.000 mỗi bộ, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ các chị và các bạn nha. Còn nếu mua một duy nhất một combo thì 129.000. Em chốt cho Lê Trung Nguyên à. Lê Trung Nguyên giúp em cho em địa chỉ nha. Rồi ok được rồi. Rồi em sẽ qua mẫu nha. Rồi bây giờ sắp sẽ qua D3 nha mọi người nha. D3 là sự kết hợp của một chiếc váy ren kèm với một chiếc áo cái áo trễ vai có hai dây cột lên, nhìn xinh ơi là xinh như thế này. Cái họa tiết của D3 rất là lạ nha, họa tiết xương rồng nha mọi người nha. Xương rồng trên nền xanh dương nhìn rất là cưng luôn. Mình phối hợp một chiếc chân váy ren, nó tạo cái điểm nhấn giữa cái họa tiết trên áo với lại cái váy này, tạo một cái nét tương đồng rất là đẹp nha. Đó, bộ này là D3 nha, và cũng áp dụng giá 99.000 khi mua hai bộ bất kỳ trong live mọi người nha. D3 là mã của Hân đang mang nha. Các chị và các bạn ơi, D3 là mã của em đang mang, có váy tennis caro sáng một xíu rồi em sẽ lên nha. Rồi chị Ngọc Thư vẫn chốt D1 à. D1 bây giờ mình còn không chị? Rồi em chốt cho chị Ngọc Thư. Chốt cho chị Ngọc Thư cho em địa chỉ nha. Chị Thanh Tuyền. Ok, em chốt cho chị Thanh Tuyền D2. Chị Thanh Tuyền cho em địa chỉ số điện thoại à. Rồi chị Ngọc Thư. Ngọc Thư D3 à. Ngọc Thư ơi, Ngọc Thư ghi nhầm đúng không? Ghi nhầm thì cho mình nếu mà Ngọc Thư chốt cái nào thì chốt cho mình lại với D1 hoặc D3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bị shop lọc tin nhắn là lọc theo cái mã mọi người nha, mã hàng. Nên khi các bạn và các chị ghi lộn mã thì em sợ sẽ chốt lộn cho mình nha các chị và các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi các chị và các bạn nhớ là comment đúng cú pháp nha. Mã của Hân đang mang là D3 nha. Ngọc Thư ơi, mình comment lại giúp shop là mình lấy D1 hay D3 thì mình comment lại giúp shop nha. Quay mình lấy D1 hay D3 thì comment cho bạn lấy hai set cho em luôn nha. Dạ rồi. Ok em nha Thư ơi, Ngọc Thư cho em chị địa chỉ luôn nha. Nhớ có quần riêng ở rộng không chị Hân? Không có quần riêng ở rộng em ơi. Bộ đồ có túi luôn hả chị? Không có chị và các bạn ơi. Bộ đồ nguyên một cái áo sơ mi lệch vai bao gồm với một chiếc váy, vậy là shop đã bán rất là rẻ rồi, là rất là ít lời rồi mà các chị và các bạn túi nữa thôi. Túi là shop bán 99.000 nha các chị và các bạn ơi. 99.000 một cái túi có ba màu trắng, đen và vàng cho mình lấy nha. Lấy thêm cái nón, cho em lấy thêm cái nón nồi nữa nha. Ok, Châu Lâm Quân Nguyễn có đơn okay, chị. Ok em nha. Mũ nồi màu đen đúng không? Màu đen ok cho chị nha. Rồi D3, chốt cho D3 cho Trương Minh Tâm. Ok D3 nha. D3 cho chị địa chỉ nha Trương Minh Tâm ơi. Nhung Phan. Ok Nhung Phan nha. Nhung Phan cho địa chỉ và số điện thoại luôn ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment địa chỉ. Giá sĩ phải trên 10 set. Bên mình lấy bao nhiêu set được giá sĩ phải trên 10 set nha các chị và các bạn. Vì cái này em bán em bán quá rẻ rồi các chị và các bạn ơi. Chị Ngọc Thư ơi, cái set D1 là mọi người nhớ lúc giúp shop C1 cái set D1 giá cố định là 125 nha. Dù mình có mua bao nhiêu set đi nữa thì giá D1 vẫn là 125.000 chứ không có thuộc chương trình 99.000 nha. Kể từ bộ D2 trở đi thì mới là 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua hai bộ, mọi người lưu ý giúp shop nha.
giá cố định của bộ D1 là 125.000 nha. Còn từ bộ D2 trở đi mỗi bộ sẽ có giá là 99.000. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ từ bộ D2 trở đi nha. Rồi D3 còn ai muốn lấy D3 nữa nhanh tay các bạn. Bảo Long Trinh cho em địa chỉ nha. Chị Ngọc Hương hỏi là em ơi bên mình lấy bao nhiêu set được giá sỉ rồi? Áo nhúng vai mấy lịch, áo nhúng mấy lịch trước còn không ạ? À? Chị Ngọc Hương ơi, đa số hàng qua rồi là em hết hàng đó chị Ngọc Hương ơi. Và cái giá đó chị áp dụng khi mình mua trong live các chị và các bạn nha. Tắt live rồi là đa số em về giá gốc nha. Rồi các chị Ngọc Hương, nếu mà chị muốn vẫn muốn lấy thì chị cứ chụp màn hình lại, cái nào mẫu nào còn thì em sẽ báo còn nha. Chụp màn hình inbox cho em nha. Rồi bao nhiêu vậy shop Sanji ơi? Nguyên một combo này chỉ có 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live nha. Còn một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Rồi Kiều Linh Trần Thị chốt cho Kiều Linh Trần Thị D3 nha. Cho mình số điện thoại và địa chỉ nha. Cái váy này xinh lắm các chị và các bạn ơi. Cái áo này họa tiết rất là lạ nha. Không có đâu mà gặp cái họa tiết mà cây xương rồng mà trẻ vai rất là xinh như vậy. Và cực và các chị và các bạn ơi, các bạn mà các chị nào ốm á, mà khi mặc những cái áo như vậy thì mình rất là đầy đặn luôn các chị và các bạn nha. Trông mình rất là đầy đặn luôn. Và đi kèm với một cái chân váy này rất là thướt tha, rất là nhẹ nhàng luôn. Và nguyên một combo này sẽ có giá là 99.000 các chị và các bạn nha. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ nha. Và một combo duy nhất 129.000 ạ. Rồi mọi người ơi, nhanh tay đặt D3 nha. Và lưu ý giúp shop là qua cái mẫu này thì chúng ta đặt cái set này với giá 250.000 nha. Mỗi set sẽ bán trong cái lúc mà mẫu đang sâu với giá 99.000. Áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ là giá 129.000. Và lưu ý giúp shop là sau livestream thì mua giúp shop với giá là 250.000 mọi người nha. Áo chị không bán riêng nha các chị và các bạn ơi. Trần Hoài Linh Nhi, ok, chốt cho Trần Hoài Linh Nhi cho mình địa chỉ nha. Kiều Linh Trần Thị, cho em địa chỉ luôn. Kiều Linh Trần Thị ơi, Trần Hoài Linh Nhi cho em địa chỉ luôn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị và các bạn nha. Em chuẩn bị qua mẫu rồi. Qua mẫu thì em sẽ không còn cái combo em đang bán đây. Mình không còn giá là 99.000 nữa đâu nha. Mà sẽ có giá 250.000 các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu luôn nha. 10 giây mình qua mẫu luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua D4 nha. D4 là một cái phong cách đó nhẹ nhàng tinh tế nha. Đó là một cái phong cách kiểu gì đây? Một chiếc áo cổ V có cái khoen phía sau nè, cái màu xanh dương nhạt này á, nó tạo cho mình cái cảm giác thoải mái mát mắt, nó gọi là cái màu nó rất là phù hợp với cái thời tiết mình hơi nóng nóng một tí á. Mặc những cái màu này nó tạo cảm giác mát mắt cho người đối diện nha, cái người mà đang ngắm mình mặc đồ như vậy đó. Mình mang với một chiếc chân váy 2 tầng có phần xếp ly nhẹ ở dưới, nhìn rất là tinh tế. Bộ này thì mình mua về mình có thể phối hợp được nhiều phong cách nha. Và chị nào đi làm thậm chí mặc cái bộ này vẫn được luôn nha. Bạn nào, chị nào mà đi làm mặc bộ này vẫn được nha. Còn có thể là với các bạn học sinh thì mình có thể mặc đi học thêm cũng được nè. Với những chiếc áo sơ mi lịch sự như thế này. Bộ này là mã là D4 nha mọi người nha. D4 và ai muốn sở hữu combo này với giá 99.000 thì nhanh tay comment giúp shop là D4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Đó, D4 quay cái khoen cho các chị xem đó. D4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi D4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Ai muốn sở hữu combo này thì comment giúp shop là D4 nha. D4 cũng 99.000, áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. D4 này thì phù hợp với chị nào có dáng người cỡ như trên 45kg đến dưới 55 nha. Từ 45 đến dưới 55 mình vô tư mình mặc bộ này nha. Rồi D4 kèm số điện thoại nha. Chị nào bạn nào muốn đặt combo này thì nhanh tay comment giúp shop nha. Phương Vy, em gọi trễ quá, không sao đâu em. Không sao đâu, cũng không trễ lắm đâu. Và mọi người ơi, ở hôm nay thì shop sẽ có hai live, một live vào ở giờ này đang live và một live nữa vào lúc 8 giờ, nên các chị các bạn nhớ chú ý đón xem nha. Một live nữa vào lúc 8 giờ các chị và các bạn chú ý đón xem nha. Hai live này là hai live cuối cùng của tuần này rồi. Tại vì 3 ngày tới thì shop không có livestream nên các chị và các bạn lưu ý cái live này là live cuối nha mọi người nha. Của cái tuần này nha. 3 ngày tới thì shop không có livestream mọi người ơi, nên là sẽ xa mọi người một thời gian hơi dài á. Nên chị, các chị và các bạn nào muốn đặt hàng thì tranh thủ đặt cho cái livestream hôm nay nha mọi người nha. Ok, chúc cho các chị đi. Ok, Tuyến Kim nha, em chốt cho chị nha. Chị Tuyến Kim cho em số điện thoại cho em địa chỉ nha. Tô Minh Tình, Tô Tiến Tình ơi, lấy D4 thì làm ơn comment cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Tô Tiến Tình. Thôi chị Emmanu ơi, em chốt cho chị nha. Chị comment cho em số địa chỉ nha chị. Hà Nguyễn ơi, đợi một tí xong sẽ like trong vé tên biết caro xám nha Hà Nguyễn. Ok, và mọi người xong chưa D4
D4, còn ai cũng sở hữu D4 thì nhanh tay comment nha. Và bây giờ sắp chuyển qua D5 trong ít giây nữa nha. Và cứ như vậy, sau livestream giá mỗi bộ sẽ là 250.000 mọi người nha. Sau livestream mỗi bộ sẽ có giá 250.000 nên các chị và các bạn tranh thủ đặt trong cái lúc mà livestream đang diễn ra nha, để được giá 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua D5 ngay bây giờ nha. Ok, chúc cho Lương Cường D5 D4 comment gì đó. Lương Cường ơi, comment địa chỉ cụ thể cho em nha Lương Cường, để em có thể giao hàng sớm nha. Lương Cường à, lúc nãy Lương Cường rồi các chị và các bạn ơi, nguyên một combo tiếp theo em mặc rất là xinh các chị và các bạn nha. Dành cho các chị và các bạn nào muốn một cái phong cách vừa trẻ trung vẫn rất lịch sự và năng động các chị và các bạn nha. Đây một chiếc áo sơ mi kết hợp với đó viền đen ở nơ, ở viền đen ở nơ ở cổ và ở tay các chị và các bạn ơi. Đi kèm với đó một cái quần váy, quần giả váy nha các chị và các bạn, quần giả váy nha. Và có phối bèo rất xinh, nguyên một combo em đang mặc đây. Có giá gốc là 250.000 nhưng bây giờ bán trong live chỉ với giá 99.000 các chị và các bạn. Áp dụng thì các chị và các bạn mua 2 combo bất kỳ nha. Còn nếu một combo duy nhất bên em vẫn bán nhưng với giá 129.000 các chị và các bạn nha. Chốt cho em mã là D5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. D5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha các chị và các bạn ơi. Rồi em chuẩn bị chốt cho mình rồi, các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay mình chốt liền các chị và các bạn nha. Combo này dành cho các chị và các bạn dưới 55 kg nha. Chỉ còn phải 4 set nữa thôi các chị và các bạn. Còn nhiều set không ạ? Chỉ còn 4 set nữa thôi các chị và các bạn nha. 4 set nữa để mình chọn lựa thôi. Nên các chị và các bạn tranh thủ nha. Rồi D5 bao nhiêu ạ? D5 có giá là 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Và nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt nha. Rồi chốt cho chị Thùy Linh nha, em chốt chị Thùy Linh nha. Okay, anh mua mặt có được không? Các chị, anh ơi, anh mua cho, có thể mua cho bà xã nè, mua cho người yêu, hoặc là mua cho tặng chị gái, em gái các kiểu với anh nha. Rồi Kim Hoa, chốt cho Kim Hoa, em chốt cho Kim Hoa nha. Rồi NT Cẩm Tiên, em chốt cho NT Cẩm Tiên. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng cứ cho em địa chỉ, cho em mã, cho em số điện thoại là mình nhanh tay là mình chốt được liền các chị và các bạn nha. Em có ba thứ là mã, địa chỉ và số điện thoại, em sẽ chốt cực kỳ nhanh luôn. Và các chị và các bạn nhanh tay chốt cho em nha. Rồi ok, chốt cho Ngọc Hương nha. Ngọc Hương inbox đi, Ngọc Hương comment địa chỉ cho mình nha. Rồi địa chỉ ở trên rồi, D1 đến D4, D1 và D4 ạ. Ok, Lương Cường nha. Các chị và các bạn ơi, comment cho em D5 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ nếu mình chốt combo nha. Em đang mặc nha chị. Đúng rồi, rồi D5 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ. Và đây là D6 mọi người nha. D6 một phong cách rất là dễ mặc nha. Phong cách cơ bản. Đó, cái phong cách mà kiểu áo sọc như thế này sẽ không bao giờ lỗi mốt là thứ nhất. Thứ hai nữa, một chiếc váy có 4 nút như thế này tạo cho mình cảm giác sang nha. Đó, cái cảm giác mà ví dụ mình mặc cái váy này mình phối hợp với một chiếc áo sơ mi là nhìn nó rất là sang lịch sự nè đó. Cái chiếc váy này nó có 4 nút sắt mọi người nha, nó tạo điểm nhấn rất là hay cho bộ này. Bộ này là mã là D6 nha.
Và chị nào bạn nào chỉ đặt một bộ trong livestream lưu ý sách giá là 129.000 nha. Trong livestream nếu mà mình chỉ đặt một bộ thôi giá là 129.000 mọi người nha. Còn sau livestream mọi người vui lòng mua bộ này giúp sách với giá 250.000 nha. Sách bán trong livestream với giá 99.000 rất là sắp nha. Và ai muốn lấy D6 thì nhanh tay comment giúp sách D6. Cũng như chị nào bạn nào mới chọn một bộ thôi thì nhanh tay chọn thêm một bộ nữa nha, để được giá 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mà mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. D6 là mã của ngày hôm nay nha. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng nữa thôi, các chị và các bạn nhanh tay đặt nha. Và 8 giờ thì sắp còn một live nữa, thì các chị các bạn vào nhanh tay vào xem, có thể vào xem live sau nha. Ok, chúc cho chị Nguyễn Thị Lan D6, đây là mã thứ hai của chị D6 của chị là Nguyễn Thị Lan nha. Em chúc chị Đạt Liễu D5, ok chị Đạt Liễu nha. Em chúc cho chị Ngọc Thư D6 nha, chị Ngọc Thư comment cho em địa chỉ nha. Em chúc cho Thành Doanh D6 nha, Thành Doanh cho em địa chỉ nha. Hồng Long. Em chúc cho anh D6 nha. Diệp Đông, em chúc cho chị D6 nha, chị comment cho em địa chỉ nha. Ok mọi người ơi, ai chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Mã của bé Thương đang mang là D6 nha. Ai muốn sở hữu D6 thì comment giúp shop là D6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Cái váy này mặc rất là xinh luôn nè. Cái váy này là váy quần mọi người nha. Phía trong nó có quần mặc rất là thoải mái. Mình đi với một chiếc áo có cái form cơ, cái màu theo phong cách basic như thế này đó. Đó, đơn giản như thế này là rất là dễ phối đồ và mặc được rất là nhiều trường hợp nha. Cái áo này là cái vải là của nó là vải thun co giãn mọi người nha. Áo sơ mi mà bé Thương đang mang là áo vải thun co giãn nha. Còn cái chân vải này nè, chân vải này là chân vải, cái vải của nó, cái vải rất là mềm nha. Vải kiểu may quần tay nhưng mà rất là mềm mọi người nha. Và Thương quay phía sau cho các chị và các bạn xem luôn nha. Cái này là váy quần nha mọi người, vô tư mặc nha. Rồi ok, mình chụp đó. Cái này là đó, váy quần nè, mọi người có thể thấy nè, nó có ba lớp, một lớp quần nè, một lớp váy trong, một lớp đắt chéo ở ngoài nữa, rất là lời khi mua cái váy này nha. Mã là D6 mọi người nha. Và bây giờ chúng ta chỉ còn 10 giây nữa để qua D7 nha. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng, các chị và các bạn nào chưa đặt thì nhanh tay đặt nha. D7 chuẩn bị được lên nha. Và 3 mã hàng cuối cùng của ngày hôm nay nha. Và sau livestream thì mỗi bộ sẽ có trở về giá gốc là 250.000, nên chúng ta tranh thủ nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên D7 nha mọi người nha. Các chị và các bạn cùng đến với D7 nha. D7 là một sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi lệch vai, hồng chấm bi trắng, và đi kèm với đó một cái chân vải nút rất là xinh các chị và các bạn nha. Một chân vải nút cực kỳ xinh ạ. Và nguyên combo em đang mặc đây, giá gốc là 250.000 các chị và các bạn nha. Nhưng bây giờ chị có giá trong livestream này chỉ với giá là 99.000 và áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong la nha các chị và các bạn nha. Hai combo bất kỳ trong la thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu các bạn và các chị mua một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 ạ. Và các chị và các bạn chốt combo của em bằng cách comment D7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi D7 dồn đơn. Ok Kim Hoa, em chốt cho Kim Hoa. Chị NT Cẩm Tiên, em chốt cho chị NT Cẩm Tiên D7 nha. Rồi Việt Anh Bùi, em chốt cho Việt Anh Bùi nha. Vậy có sai không? Vậy vậy này giữ 55 kỹ các chị và các bạn nha. Họ chốt co giãn và giữ 55 kỹ nha. Dưới 55 kỹ mình hẳn chốt giúp em nha. Ok, chị Trầm Thị Kim Chi nha, D7 xinh quá. Rồi, anh Nguyễn Tấn Phát, chốt cho chị Nguyễn Tấn Phát nha, cho em địa chỉ luôn nha. Các chị và các bạn ơi, xem hết rồi chốt được không? Em sợ là mẫu cắt mẫu mà đã qua rồi mình không còn đâu chị ơi. Đa số các mẫu đã qua là em chốt đủ số lượng rồi em mới qua mẫu với chị và các bạn nha. Rồi chị Nguyễn Đăng Đăng, em chốt cho chị Nguyễn Đăng Đăng D5 à. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em nha. Comment cho em là D7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chị Trần ơi, chị Trần cho địa chỉ đi, hôm qua đặt cũng không thấy địa chỉ số điện thoại. Chị Trần ơi, cho em địa chỉ số điện thoại nha. Vì hôm qua mình có đơn rồi mà mình lại không cho shop địa chỉ và số điện thoại. Shop không có thể làm đơn cho mình luôn chị Trần ơi. Và nếu như hôm nay chị Trần không cho em địa chỉ thì em cũng không làm đơn được cho chị Trần đâu nha. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt cho em D7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chị Trần ơi, cho sắp số điện thoại địa chỉ nha, sắp gọi biết cả ngày hôm nay cũng không nghe máy. Mọi người đặt hàng là phải gọi là gì ta, đặt hàng nghiêm túc giúp sắp nha, đặt hàng là cho số điện thoại địa chỉ đầy đủ nha mọi người nhé. Và khi sắp gọi thì mọi người nghe máy giúp sắp với, tại vì không nghe máy thì không có đường nào mà sắp gửi được hết.
mà đã vậy mình không cho địa chỉ luôn, làm sao mà có thể tìm ra được mọi người để mà gửi hàng được đây. Nên là các chị và các bạn hãy đặt hàng thì nhiệt tình cho Shop địa chỉ số điện thoại nha. Mình đừng có lo về thông tin như thế nào nha, thông tin sẽ được ẩn sau khi livestream này kết thúc, mọi người cứ yên tâm nha. Rồi ai còn muốn sầu D7 thì nhanh tay comment giúp Shop, và Shop chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng của livestream này mọi người nhé. Rồi chị Trần ơi, cho em địa chỉ luôn nha, cho em địa chỉ trên đây luôn chị Trần nha, tẹp liễu. Tuần sau em bận đi làm, thứ 6, thứ 7 em rảnh chị liên hệ. Em Hoa không đấy nha, hàng Shop thứ 6, thứ 5 và thứ 6 hả? Thứ 5 và thứ 6 không biết bên Shop mình có giữ hàng được không chị? Mình sẽ nốt không? Tức là mình sẽ gửi bây giờ nhưng mình sẽ nốt cho mô điện là thứ 5, thứ 6 nha. Rồi bây giờ bên em sẽ gửi cho chị và em sẽ nốt lại là thứ 5, thứ 6 bên em sẽ giao nha. Bên em mới giao tới nhà cho chị nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nếu mà có vấn đề gì các chị và các bạn nói rõ cho bên em biết nha. Nếu còn không, các chị và các bạn cứ yên tâm là bên em không biết phải làm thế nào đâu. Chị Trần ơi, em bận, nhìn không, em bận nên không nghe máy được. Chị Trần ơi, cho mình địa chỉ ở trên đây luôn đi, mình khỏi cần phải inbox nha các chị và các bạn. Em chốt hàng em gửi đi luôn nha. Rồi các chị và các bạn chốt D7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho mình nha. Ok bảy. Rồi ok Quang Dũng nha. Rồi tem liệu ok Shop ạ. Rồi Lê Hoàng, chúc cho Lê Hoàng luôn nha. Cho em địa chỉ, em lại đang mặc đi Trần ok. Cho chị địa chỉ nha, cho chị địa chỉ nha, cho chị địa chỉ liền nha các chị và các bạn ơi. Chị Trần ơi, nếu mà không có địa chỉ Shop không có giữ đơn cho mình được nữa nha mọi người nha. Nhớ là có địa chỉ Shop mới gửi giữ được nha. Chị Trần comment địa chỉ liền cho Shop nha. Bây giờ Shop sẽ chuyển qua D8. D8 và D9 là hai mã cuối cùng của livestream này. Rồi các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Rồi ok Thiếu Ninh, chốt cái Thiếu Ninh cho mình địa chỉ luôn. Địa chỉ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua mẫu luôn nha. D8. Ok Kiều Linh Trần Thị nha, chúc cho Kiều Linh Trần Thị mã D7 nha. Và các chị các bạn ơi, nhanh tay đặt hàng nha. Bây giờ là D8 rồi đó. 8 mã đã qua đi rồi đó. Nhanh tay đặt nha các chị nha. Và mã này là sự phối hợp của mình, chiếc áo thun trễ vai như thế này, xinh quá trời xinh luôn. Áo phông mà trễ vai chắc có thể là mọi người chưa thấy nhiều đâu. Siêu Shop độc quyền cái mẫu áo này nha. Áo phông trễ vai kéo nhẹ như thế này. Còn không, mình không thích trễ vai thì mình có thể kéo lên mình làm áo bình thường được nha. Áo này rất là xinh luôn, 7 màu cũng đang là hot trend hiện nay nha trên thị trường nha. Và D8 là mã của Thương đang mang. Mình phối hợp với một chiếc chân vẫy có cái lưới và có phần cườm đính hộp như thế này. Nhìn xinh ơi là xinh. Và mã này là D8 nha. Nhấn tay cầm máy nhấn Shop là D8 nha. Em kéo lại xuống đó cho các chị thấy nha. Ai thích phong cách áo thun mà trễ vai thì vào đây nha. Ai thích cái sự độc lạ không đụng hàng thì vào đây nha. D8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp Shop nha. Comment đầy đủ giúp Shop nha. Và chúng ta chỉ còn 2 mã nữa thôi, các chị các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Sau livestream thì mua giúp Shop với giá 250.000 mọi người nha. Bây giờ chúng ta hãy comment giúp Shop là D8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người nha. Ok chị Trần nha, sắp đây địa chỉ của mình rồi nha. Ok cảm ơn chị Trần nha. Ok chúc cho Jerry Trần comment đọc tên với các bạn luôn. Chúc cho Jerry Trần nha, chị Jerry Trần cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Chúc cho Hoàng Nữ Ái Trinh nha, chị comment cho em số điện thoại và địa chỉ nha chị Ái Trinh. Tuyến Vũ Quang cho em địa chỉ nha Tuyến Vũ Quang. Chốt cho thằng Hề nha. Thằng Hề giật comment cho em địa chỉ nha thằng Hề. Chị Trần ơi, đuổi hả? Chị Trần ơi có gì á em inbox cho Shop nha chị Trần ơi. Chị Trần inbox cho Shop nha, chứ comment ngoài đây thì nó bị chua nhanh á, Shop không có rõ được á. Ok Hoàng Nữ Ái Trinh, chúc cho Hoàng Nữ Ái Trinh comment số điện thoại địa chỉ cho Shop nha. Hoàng Nữ Ái Trinh comment số điện thoại địa chỉ để sổ của bọn em. Nhớ là mọi người đặt theo phương pháp là mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ để Shop Shop chốt cho mình cho dễ nha. Lấy đèn mặt em không lấy đèn mặt. Tại sao chị Trần ơi, nãy chị chốt cho em mã là D7 đúng không? Chị Trần sắp là chốt cho em D7 rồi nha, em xác nhận là giúp Shop nha. Và đừng có đổi trên livestream nha, em đổi cái gì em inbox cho Shop để Shop dễ tư vấn cho mình nha chị Trần nha. Và hạn chế đổi và trả hoặc đổi và hủy mọi người nha, đặt hàng là chắc chắn giúp Shop nha. Và D7 lấy bộ lúc nãy đúng rồi, chị Trần sắp biết rồi em nha, yên tâm nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cần lên D7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ như các chị và các bạn lên D8 nha. Chị Trần lên mặt cầu kèm số điện thoại kèm địa chỉ như các bạn chốt D8 nha. Và em chuẩn bị qua đến cái mẫu tiếp theo là D9 rồi. Chốt cho em chưa Shop. Và các chị và các bạn nào chưa chốt thì mình nhanh tay chốt liền combo trước các chị và các bạn nha. Rồi chốt cho em chưa Shop. Lương Cường ơi,
Lương Cường chốt của chị thì chị chốt rồi, chốt hết rồi. Ok Lương Cường nha, em bỏ một cái D5 được không, một combo D5 được không ạ? Ok nhưng mà hạn chế. Ok Nguyễn Thị Cẩm Tiên nha. Nguyễn Thị Cẩm Tiên ơi, mình hạn chế đổi chút xóm nha. Tại vì những bạn mà hay đổi thay thủy thì shop sẽ rất là không, nó sẽ không ưu tiên để cho các bạn đặt hàng được nha. Rồi, lúc nãy là D7 phải không ạ? Đúng rồi. Phải không em? Dạ đúng rồi, chị D Trần ạ. À chị Chi Trần ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, mình đến với một combo tiếp theo như em đang mặc nha. Một chiếc áo trẻ vai vàng đi kèm với đó một cái chân váy, và chân váy em đang mặc là chân váy quần với ba nút và một cái nơ ở trên các chị và các bạn nha. Và nguyên combo em đang mặc thì từ 250.000 bây giờ chỉ còn có giá là 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong hai các chị và các bạn nha. Comment giúp em D9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt combo mà em đang mặc nha. D9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Còn mã của Thương là D8. Còn mã của Thương là D8 các chị và các bạn nha. D8 nha. Rồi các chị các bạn nào chốt thì nhanh tay comment D9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ hoặc D8 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi em chốt cho chị Trần Anh nha. Chốt cho chị Trần Anh. Chị Trần Anh cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Chốt cho Quân Idol nha, Quân Idol cho em địa chỉ luôn nha. Các chị và các bạn nào cũng cho em địa chỉ, cũng cho em địa chỉ nha. Chị kéo lên, coi thử đẹp không? Kéo gì? À, kéo đây các chị và các bạn ơi, kéo cái gì vậy? Kéo combo D8 hay kéo combo D9 vậy? Thôi, mình nói rõ cho sát là cũng kéo cái gì à? Kéo cái gì mình nói rõ nha. Tại vì hai cái áo này đều là hai cái áo dễ vai nha, Thoa nha. Rồi ok mọi người ơi, D8 và D9 là hai mã cuối cùng rồi, các chị tranh thủ đặt hàng nha. D8 và D9 là hai mã cuối cùng trong livestream này, ai còn muốn sở hữu. D9 như Hân đang mang là cái áo bi trễ vai nha. Và D8 là cái mã của bé Thương đang mang nha. Kéo vào áo D9. Được nha Ngọc Điệp ơi, được nha. Thích khi nào có vậy chị Chi Trần ơi, Chi Trần ở đâu vậy chị? Củ Chi. Ở Củ Chi thì 2-3 ngày các chị và các bạn nha. Kéo vai áo D9 ok các chị và các bạn ơi. Cái này tùy các chị và các bạn mặc rồi. Nếu mà mình không muốn sexy, muốn dễ thương thôi thì mình kéo lên cao các chị và các bạn nha. Kéo cao đến 7 nhìn cũng rất là đẹp nha. Còn nếu mà mình muốn kiểu hở vai một chút thì kéo như em đang kéo nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em là D9 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Em chuẩn bị qua mẫu D9 rồi, các chị và các bạn mình tranh thủ nha. Em lấy D7 luôn nha chị. Rồi chị Hoàng Nữ áo trên cho em địa chỉ, cho em số điện thoại luôn nha. Rồi chị Vũ Thu Hiền, ok Vũ Thu Hiền nha, cho em địa chỉ và số điện thoại luôn Vũ Thu Hiền ơi. Chị Vũ Thu Hiền, em chuẩn bị tắt like rồi các chị và các bạn ơi. Nãy có chị và bạn hỏi là tắt like rồi coi lại chọn thêm một bộ nữa thì được giá 99.000 không? Thì em vẫn chọn thêm một bộ nữa, em vẫn được giá 99.000 nha các chị và các bạn ơi. Nhưng các chị và các bạn phải mua một bộ trong live trước thì sau đó tắt like, mua thêm một bộ nữa thì mới được giá 99.000 bộ đó các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Và các chị và các bạn ơi, ai còn thắc mắc hay còn câu hỏi gì nữa thì nhanh tay comment cho shop nha mọi người nha. Tại vì đây là hai mã cuối cùng của livestream này, và nếu chị nào bạn nào muốn xem thêm một like nữa thì rồi lúc 8 giờ mọi người vào xem nha. 8 giờ sẽ còn một like nữa các chị và các bạn vào xem nha. Tại vì 3 ngày tới thì shop không có like nên chúng ta tranh thủ 8 giờ vào xem cái live tiếp theo liền nha mọi người nha. Còn không á là 3 ngày tới là không gặp shop sẽ rất là nhớ, tại vì shop sẽ không có like trong 3 ngày tới mọi người nha. Rồi ok, ai còn lấy D8 hoặc D9 được comment giúp shop nha. Shop sẽ còn 30 giây nữa để tắt like này nha. Vâng, quyết cho em địa chỉ nha. Cho em xem váy tennis kia à hả? Dạ, lấy cái váy tennis cho em xem. Để em chạy thôi, để em qua một combo váy tennis cùng. Ok, sắp sẽ qua một cái combo váy tennis cuối cùng để cho các bạn xem nha. Hồi nãy có hứa rồi. Rồi bây giờ sắp sẽ qua một cái combo váy tennis cho Hà Nguyễn chú ý đón xem nha. Một combo nữa nha, váy tennis nha. Ủa, chống váy tennis cho em. Nào đặt bộ em đang mang có mẻ là D8, comment giúp shop số điện thoại và địa chỉ nha. Chào chị Phạm Thủy Thúy Hằng, chào chị Phạm Kha nha. Có ai chốt bộ D8 thì comment cho em điện thoại, số điện thoại và địa chỉ nha. Hà Nguyễn ơi đợi một tí nha, mẫu đang thay váy caro xám đây ạ. Ok, bây giờ sắp sẽ sau tennis cho mọi người xem nhé. Hồi nãy có bạn nào mà
shop là hứa là shop tennis đó. Bây giờ shop sẽ shop tennis cho mọi người xem nha. Đó, tennis sẽ có cái combo, chờ xíu không sẽ ra combo cuối cùng cho mọi người cái combo tennis nha. Combo tennis có thể thay cái váy này với là cái áo đó được nha. Đó, đây là tennis nha, chờ 1 tỷ nha, sẽ cái combo tennis cuối cùng cho mọi người xem nha. Đó, cái luôn sáng nè. Ok, Hà Nguyễn nha, hello Phạm Kha. Rồi, hello Thúy Hằng, giờ mới vào hả? Mọi người 8 giờ sắp còn 1 like nữa mọi người nhớ đón xem nha. Bây giờ thì sắp kết thúc like rồi, sắp còn một bộ cuối cùng nha. Chờ 1 tỷ hơn sẽ ra mang theo một siêu phẩm cho mọi người. Một điều rất là bất ngờ, đó là một chiếc áo có họa tiết cực kỳ đặc biệt, phối hợp chiếc chân váy tennis nha. Sắp sẽ chuẩn bị lên một chân váy tennis màu xám nha, caro màu xám cho mọi người chọn nha. Và mọi người lưu giúp shop là sau livestream mà chị nào bạn nào mới có đặt một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Nếu sau livestream mà mình đặt có một bộ thôi là 129.000 nha. Áo khác đi chị. À đúng rồi, đang lên áo khác em ơi, chờ 1 tỷ nha Cẩm Tiên nha. Rồi bộ cuối cùng đang được lên đây. Đây là bộ cuối cùng của ngày hôm nay nha. Được hai váy luôn, muốn lấy váy nào cũng được. Các chị và các bạn ơi, combo này em sẽ cho mình chọn hai váy nha. Tức là 1 trong 2, chọn 1 trong 2 các chị và các bạn nha. Rồi một combo bao gồm một chiếc áo họa tiết, với họa tiết này các chị và các bạn, đây là họa tiết cho hình hoạt hình rất là đẹp các chị và các bạn nha. Đây là họa tiết truyện tranh và đi kèm với đó một cái chân váy caro sáng có lớp quần bên trong ạ. Và combo em đang mặc đây là D mấy chị? D10 nha. Chốt D10, comment D10 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Cái combo này có giá 99.000, áp dụng mua hai combo bất kỳ nha. Hai combo bất kỳ, mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu mua một combo duy nhất 129.000 nha các chị và các bạn. Rồi, nay chị có mẫu mới à chị? Có chị mẫu mới lâu vô đổi rồi quá. Ok rồi, chị mẫu mới nha. Rồi có bán riêng chân váy không ạ? Không nha Kim Thoa, bán riêng chân váy cũng 99.000 một chân váy nha. Em lấy comment chân váy caro xám hoặc chân váy caro đen xanh đỏ giúp chị nha. Đây còn các chị và các bạn, thêm một sự lựa chọn nữa là chân váy caro xanh đỏ cũng có giá 99.000 mỗi combo, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ nha. Mua một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000. Rồi chốt cho Huyền Ngân Trần cho mình địa chỉ nha. Huyền Ngân Trần ơi, một bộ là 129, một bộ là 129 nha các chị các bạn. Nếu mua hai combo bất kỳ thì mình cũng mới có giá 99.000 một mỗi combo nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, nếu mà các chị và các bạn muốn cái áo này kết hợp cùng với chân váy caro đỏ và xanh thì mình qua combo D11 nha. Comment D11 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu như các chị các bạn chốt áo hoặc áo truyền tranh cùng combo chân váy caro xanh đỏ nha. Rất là xinh luôn nha. Có lớp quần bên trong luôn các chị và các bạn nha. Rồi kết thúc like. Rồi em sẽ kết thúc like luôn các chị và các bạn nha. Huyền Ngân Trần cho em địa chỉ, nếu Huyền Ngân Trần lấy nha. Lấy combo mà em đang mặc thì cho em địa chỉ nha. D10. Rồi các chị và các bạn ơi, em sẽ kết thúc live. Đây là combo cuối cùng của em rồi. Mình kết thúc live tại đây nha các chị và các bạn ơi. Trở lại với em vào lúc 8 giờ nha. Mọi người chốt cho em mấy combo rồi shop Lương Cường kìa chị. Lương Cường hả? 2, 3, 2. Mấy? Lương Cường là 2. Hai combo rồi nha Lương Cường ơi. Huyền Ngân Trần, ok, cảm ơn địa chỉ của Huyền Ngân Trần nha. Bây giờ em sẽ tắt like rồi đây. Tạm biệt các chị và các bạn. Cảm ơn các chị và các bạn đã đón xem ạ. 8 giờ em sẽ quay trở lại.